TTO, xe cứu hỏa của cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Quảng Ngãi bật còi hụ, đàn ưu tiên yêu cầu nhường đường. Tuy nhiên một đoàn xe chở công nhân vẫn không hạ tốc độ tránh mà liên tục chạy Ngày 5 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe chở công nhân của công ty do Osan Vina, Quảng Ngãi bất chấp tín hiệu yêu cầu nhường đường của xe cứu hỏa, liên tục cản trở xe chữa cháy trên đường làm nhiệm vụ. Đoạn video trên cho thấy xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Quảng Ngãi đang đi hướng Dung Quốc thành phố Quảng Ngãi làm nhiệm vụ thì gặp năm xe chở công nhân của công ty do Osan Vina chạy cùng hướng, xe cứu hỏa hù coi nhưng đoàn xe chở công nhân vẫn tiếp tục chạy tốc độ cao, liên tục vượt nhau thay vì giảm tốc độ nhường đường cho xe chữa cháy. Chiều 5 tháng 7, trao đổi với tuổi trẻ online, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận sự việc trong đoạn vai xảy ra vào sáng 4 tháng 7. Thời điểm trên, xe cứu hỏa đang di chuyển đến xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn để tham gia dập vụ cháy lớn tại cơ sở sản xuất này ở xã Bình Hiệp. Hành động này đã cản trở công tác phòng cháy chữa cháy, chắc chắn xe cứu hỏa sẽ đến hiện trường chậm hơn so với việc được nhường đường, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói. Theo điều 22 luật giao thông đường bộ quy định, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên